từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền. Tuổi trẻ trải qua nhiều sóng gió, phải rời bỏ quê hương, ăn học thành tài, nắm vững chủ nghĩa tam dân, mong muốn phục vụ đất nước, giữ gìn lợi ích cho quê hương. Bị mù quáng bởi thù hận cá nhân mà quên đi mối thù dân tộc, tự cho mình là mưu lược hơn người, nhưng lại bị quân Nhật Bản chơi đùa trong lòng bàn tay, để dân chúng Long Thành rơi vào cảnh lầm than, đánh mất đi Phương Thảo, tình yêu lớn nhất đời này. Hồ Tứ Lang đáng bị nguyền rủa ngàn đời, chỉ biết quỳ khóc trước mặt tổ tiên, dùng cái mặt này để chuộc tội với dân chúng. Quân Nhật xấu xa, tôi liều mạng với các người. Gia Hưng, đừng mà. Thành Kim, cầm lấy. Anh đã âm mưu từ lâu, tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của dân chúng Long Thành chúng tôi. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân đội Nhật Bản đóng tại Uyển Bình đã ngang nhiên phát động sự kiện Lưu Câu Kiều chấn động thế giới. Cuộc chiến kháng Nhật nổ ra khắp cả nước. Nhà họ Tư,
Long Chính Sơn. Năm thứ 23 dân quốc, dưới sự cai trị của chính phủ quốc dân, biên cương Vân Nam rơi vào hỗn loạn. Thật đáng tiếc cho vùng đất tươi đẹp này. Những thương nhân bất hợp pháp chỉ biết đến lợi ích mà cấu kết với quan phủ, lợi dụng địa thế thuận lợi để trồng và buôn bán nha phiến, gây hại cho dân chúng. Trong cảnh dân chúng khốn cùng, các thôn làng đều biết rõ nha phiến hại nước hại dân. Để bảo vệ dân làng thoát khỏi sự tàn phá của nha phiến, các trưởng thôn đã hợp tác lại với nhau, lập lời thề liên minh tiêu diệt nạn nha phiến. Trong đó, thế lực mạnh nhất chính là Long Chính Sơn, thủ lĩnh của Long Trại. Long Chính Sơn, giày vò ông đây thì có bản lĩnh gì chứ? Có giỏi thì một đao xử tôi đi. Cái lão già kia, thằng danh con, một đao lấy mạng cậu thì dễ cho cậu quá rồi. Cậu hãy vảnh tai lên nghe cho rõ đây. Dám buôn bán nha phiến trong khu vực núi Long Khiếu, có vẻ như cậu đã ăn gan hùm mật gấu rồi. Tối nay tôi sẽ cho cậu một bài học, trừng phạt kẻ ác, trả lại sự yên bình cho mọi người. Mọi người đừng ồn ào nữa, có gì thì từ từ nói. Nếu chuyện đúng là như vậy thì huyện trưởng Hồ sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Không được, các anh em, chúng ta nhất định phải gặp được huyện trưởng Hồ. Chúng ta phải để ông ấy đứng ra chủ trì công đạo cho chúng ta. Đúng đấy, chủ trì công đạo. Ra đây đi. Liệt tổ liệt tông, kể từ khi nắm giữ Long Thành, con cảm thấy xấu hổ trước sự kỳ vọng của tổ tiên, thường lắc đầu than thở, đêm không thể chợp mắt. Tuy nhiên, nạn cướp bóc hoành hành, dân chúng lầm than, con phải chịu đựng gian khổ, nỗ lực hết mình giúp dân giúp nước, trả lại cho Long Thành một vùng đất thanh bình, trả lại cho dân chúng cuộc sống an cư lạc nghiệp. Chỉ có tận tâm tận lực, thức khuya dậy sớm, mới không phụ lòng trời đã giao phó trọng trách cho tứ lang. Tứ gia, ngài mau ra cửa xem đi. Người nhà họ Từ đang gây rối ở cổng nha môn, họ sắp xông vào rồi. Trả lại công bằng cho chúng tôi. Bà con, Hồ tứ lang tôi đã đến muộn, thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Mọi người có điều gì oan ức sao? Huyện trưởng Hồ, tối qua cả nhà bác tôi từ Ngọc Tân đã bị thảm sát. Có chuyện này sao? Ai lại dám to gan như vậy, làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế? Chính là thổ phỉ Long Chính Sơn của núi Long Khiếu. Đúng vậy, chính là hắn. Long Chính Sơn. Đúng vậy, chính là hắn. Cô có bằng chứng gì không? Tôi có nhân chứng. Ông ấy chính là quản gia của nhà họ Từ chúng tôi. Ông ấy bị thương nhưng may mắn trốn thoát. Ông ấy có thể làm chứng. Ông cụ, ông đã tận mắt nhìn thấy sao? Đúng vậy, tôi đã tận mắt chứng kiến Long Chính Sơn ra tay. Nếu Long Chính Sơn muốn diệt môn, sao có thể dễ dàng để lại người sống chứ? Tôi giả vờ mất mạng nên mới thoát được kiếp nạn. Lão già ngoan cố này tự cho mình là thanh cao, đối đầu với Long Trại chúng ta biết bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Như vậy cũng tốt, không cần chúng ta khởi binh hỏi tội. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang rất ầm ĩ, cháu trai và cháu gái của Từ Ngọc Tân vẫn còn sống. Họ đã tập hợp một nhóm người đến gây rối ở huyện nha, kéo theo một đám người dân, khiến cho sự việc trở nên ầm ĩ. Đặc biệt là cháu gái của Từ Ngọc Tân còn luôn miệng nói chính người đã dẫn đám người Long Trại chúng ta đến sát hại cả nhà cô ta.
Phi Hùng, lần này núi Long Khiếu, dù trời có sập xuống cũng không sợ. Phải để cho thằng nhóc huyện trưởng đó nếm trải chút cay đắng này đi. Nếu như hắn không thể cầm cự nổi mà làm kinh động đến đại ca thì sao? Làm kinh động thì đã sao? Hắn đến cắn ta đi. Con trai trưởng của Long Chính Sơn là Long Phi Hổ, có xuất thân từ Giảng Võ Đường, là người chính trực. Vì lơ là trong việc trấn áp cộng sản nên bị cách chức, trở về quê đảm nhiệm chức đội trưởng đội bảo an bé nhỏ. Nhưng điều này cũng không làm thay đổi phong cách quản lý quân đội nghiêm khắc của anh ta, cũng như khát vọng lớn lao báo đáp tổ quốc và mang lại an bình cho quê hương. Đội trưởng, có chuyện lớn rồi. Có người gây rối ở huyện phủ. Còn Hồ Tứ Lang đang làm gì? Hồ Tứ Lang cũng không kiểm soát được tình hình. Là ai đã gây rối vậy? Người dẫn đầu gây rối là một nữ sinh. Cô ta tố cáo anh cả của chú, cũng là cha của cháu, là kẻ sát nhân. Cha, ông ta không phải cha tôi. Cô ta tố cáo Long Chính Sơn của Long Trại đã sát hại cả nhà từ Ngọc Tân. Nói, quy tắc của tôi là gì? Khi binh lính phạm lỗi thì trưởng quan sẽ chịu phạt. Tiếp tục đánh. Mọi người yên lặng nào. Bảo vệ công lý cho dân là trách nhiệm của huyện trưởng tôi. Nhưng mà trước khi vụ án được điều tra rõ ràng thì chúng ta không thể vội vàng kết luận được. Tứ gia, tránh ra, mau tránh đường đi. Phải trừng trị hung thủ. Đội trưởng Long, ngài đến rồi. Tôi cũng định đi mời ngài đây. Có người tố cáo cha của ngài thảm sát cả nhà họ Tư. Dân chúng đều yêu cầu tôi chủ trì công đạo, trừng trị hung thủ. Nhưng tôi nghĩ không thể chỉ nghe một phía được. Vụ án này vẫn cần phải điều tra kỹ lưỡng. Đội trưởng Long cảm thấy thế nào? Đừng diễn kịch nữa. Một người là huyện trưởng, một người là đội trưởng, hai người hợp sức để lừa chúng tôi sao? Cả Long Thành này ai mà không biết đội trưởng Long chính là con trai ruột của Long Chính Sơn. Cô là ai? Làm nghề gì? Tôi là cháu gái của Từ Ngọc Tân. Tôi tên là Từ Ngọc Vân. Thôi được, vậy thì bây giờ tôi nói cho cô biết. Tôi chính là Long Phi Hổ, từ trước tới nay luôn kiên quyết chống lại các thế lực xấu xa. Cho dù hắn là ai, một khi phạm tội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hy vọng là vậy. Nếu đội trưởng Long có thể thực thi công lý, trừng phạt kẻ phạm tội, thì Từ Ngọc Vân tôi đây sẽ kính nể anh là một người đàn ông chính trực. Nhưng nếu anh dựa vào quyền lực quân đội bao che cho cha của mình, vậy thì anh đừng hòng yên thân với chúng tôi. Cô bé kia, nếu cô còn ăn nói vớ vẩn thì tôi sẽ xử cô đấy, có tin không? Được thôi. Tôi thật sự không ngờ đường đường là đội trưởng đội bảo an mà lại dám công khai trước mặt mọi người bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối. Làm đi. Cùng lắm thì nhà họ Từ có thêm một oan hồn nữa thôi. Có bản lĩnh thì bắt tất cả chúng tôi đi. Đúng đó, có giỏi thì bắt chúng tôi đi. Yên lặng, bình tĩnh nào. Mọi người bình tĩnh. Đừng vu oan cho đội trưởng Long. Đội trưởng Long là một quân nhân cách mạng, xưa nay là người chính trực, thưởng phạt công minh. Về điểm này thì huyện trưởng tôi đây có thể dùng chiếc mũ quan của mình để đảm bảo. Còn nữa, xin mọi người cứ yên tâm. Nếu vụ án này là thật, tôi tin rằng đội trưởng Long nhất định sẽ xử lý công minh, không thiên vị cho người thân. Đội trưởng Long, mời ngài vào phủ để tôi trình bày với ngài về vụ án này. Mời. Đã lâu rồi Long Trại không có náo nhiệt như vậy. Lão Long đầu, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có tin tức từ dưới núi truyền đến, tối nay Phương Tiểu Thư sẽ lên núi để thành hôn. Đích thân Lục Chính Minh sẽ hộ tống. Có lẽ muốn kính Lão Long đầu một chén rượu mừng. Lục Chính Minh là một con buôn khôn ngoan. Dù khôn ngoan đến mấy cũng không bằng Lão Long đầu được. Mục đích hắn ta gả em họ rõ ràng như lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai cũng biết cả. Hắn muốn phát triển ở Long Thành nên muốn nhờ cậy vào ngài. Đại bình này
cũng có thể coi đây là một niềm vui của Long Chính Sơn tôi đi. Huyện trưởng Hồ, anh nhìn chỗ anh đi, cầm kỳ thư họa có đủ cả, thật đúng là tao nhã mà, quá khen rồi. Sử dụng ban cơ để quản lý chính sự thì thật là độc đáo. Đen trắng đại diện cho chính và tà, là lời nhắc nhở bản thân. Làm quan thì phải trừ gian diệt ác. Đội trưởng Long, người này tên là Văn Bảo, là một đứa trẻ mồ côi mà cha tôi tự tay nuôi lớn, là người hầu cận của tôi. Đội trưởng Long cứ yên tâm, người này không chỉ trung thành mà còn là một người câm nữa. Tôi biết điều gì nên và không nên làm. Long lão gia là dòng dõi quyền quý ở núi Long Khiếu và là Long lão đầu trong phạm vi trăm dặm. Trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể để chuyện này lan truyền ra ngoài, làm ảnh hưởng đến danh tiếng lão Long đầu và đội trưởng Long. Mối quan hệ giữa lão Long đầu và đội trưởng Long tạm thời không bàn đến, nhưng Long trại vốn có thế lực lớn, một huyện trưởng nhỏ bé như tôi đây làm sao dám triệu tập lão Long đầu chứ. Hơn nữa lại đúng vào lúc lão Long đầu cử hành hôn lễ, ngày vui như thế này. Huyện trưởng Hồ, anh nói nhiều như vậy thì có liên quan đến vụ án của nhà họ Từ không? Đúng, đúng vậy. Trên đời này có nhiều người họ Long lắm. Đội bảo an của tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân và trừ gian diệt ác. Vấn đề này, chẳng lẽ một huyện trưởng như anh lại không hiểu sao? Đội trưởng Long vì việc nước quên tình nhà, tôi cảm thấy rất an lòng. Được rồi, bây giờ tôi sẽ lập tức đến hiện trường vụ án để xem xét. Được, tôi đã phái người đến bảo vệ hiện trường rồi. Chỉ là tôi muốn ở lại thành để an ủi người dân, không thể đi cùng đội trưởng Long đến hiện trường điều tra được. Anh cứ tự nhiên. Cha ơi, kỷ phục mà cha đã đặt ở Long Thành, con đã lấy về giúp cha rồi, con đã mặc thử rồi, cha thấy có đẹp không? Đại tiểu thư, đây là hỷ phục, không thể tùy tiện mặc được. Không sao, không sao đâu mà. Đẹp, đẹp lắm. Cha chỉ lo con phóng khoáng quá, sau này sẽ không gả đi được mất. Con gái của lão Long đầu ở núi Long Khiếu mà không ai muốn lấy thì chẳng phải là mất mặt cha sao? Cha, cha yên tâm đi, sau này nếu cha thích chàng rể nào thì con sẽ cướp về cho cha. Được lắm, đúng là con của cha mà. Đi thôi, gọi anh của con lên, đến từ đường để bái tổ tiên. Ra rồi kìa. Đội trưởng Long, ngài định đi đến hiện trường vụ án sao? Đúng vậy, tôi cũng muốn đi nữa. Tại sao vậy? Tôi sợ các người thiên vị và làm sai luật thôi. Cô gái này, cô có thôi đi không? Mau cút đi. Được rồi, cứ để cô ta đi theo. Tôi thực sự muốn cho cô thấy tôi sẽ thiên vị và làm sai luật như thế nào. Đi thôi. Được rồi, đi thôi. Cha, tối nay cha thành hôn, đã cúng bái tổ tiên rồi, nhưng cũng nên mời anh cả lên núi. Dù sao anh ấy cũng là con trai trưởng của nhà họ Long chúng ta. Em gái, em đang nói gì vậy? Cha không có đứa con trai như thế, chúng ta cũng không có người anh như vậy. Ai nói không có chứ? Không phải anh cả là con trai ruột của cha sao? Chẳng lẽ lúc nhỏ anh chưa từng gọi anh ấy là anh cả sao? Thế bao nhiêu năm nay anh ấy có đến thăm cha không? Thôi bỏ đi. Con gái, con nói như vậy có phần không đúng rồi. Không phải là cha không quan tâm đến nó, mà là thằng nhóc này tự mãn với vài khẩu súng tầm thường của mình, không thèm đếm xỉa đến cha. Cha dám chắc chắn rằng nó đến Long trại không phải để chúc mừng, mà là để làm mất mặt lão Long đầu này.
tránh đường đi. Bác. Bác ơi. Đây là vết thương do loại đao nào gây ra? Hả? Hả cái gì mà hả? Không nhìn ra sao? Đây là vết thương do đao trảm mã gây ra. Nhưng loại đao trảm mã này không chỉ riêng nhà họ Long có. Điều này cũng không thể chứng minh có liên quan đến chúng ta được. Bằng chứng như thế này mà các người dám bỏ qua, vậy các người còn muốn bằng chứng gì nữa? Người điều tra vụ án là cô hay là chúng tôi đây? Câm miệng. Được rồi. Đây chính là Long phủ của nhà họ Long các người đúng không? Các người còn gì để nói nữa? Nếu không phải nhà họ Long các người làm, thì ai làm chứ? Nhà họ Long các người chính là hung thủ. Các người còn gì để nói nữa không? Thông báo cho Hồ Tứ Lang. Chú dẫn theo cô gái này. Chúng ta đi. Đi đâu vậy? Đến uống rượu mừng của Long Chính Sơn. Chúc mừng lão Long đầu. Từ từ chậm thôi. Chúc mừng nhé. Chủ thất. Long Chính Sơn cũng không ra tiếp khách. Thế này chẳng phải là để chúng ta ngồi đây chờ sao? Thằng nhãi danh. Tên tuổi của Long lão gia là thứ mà con có thể tùy tiện gọi sao? Cha, ông ta cũng là con người. Ông ta cũng có tên mà. Con không quan tâm nữa, con đói rồi. Chú thất, cháu ăn đây. Đúng là thằng danh con không hiểu chuyện mà. Thôi bỏ đi. Cháu trai, chú nói cho cháu nghe. Tân nương còn chưa đến mà lão gia sốt ruột đứng chờ ở đây. Có hợp lý không? Không hợp lý chút nào. Tại sao lại như vậy? Làm như vậy sẽ mất thân phận. Chú thất, không thể nói như vậy được. Nhà nào tổ chức hôn lễ mà tân lang không đứng ở đây đợi chứ? Hơn nữa, ông ấy cũng nên ra đây để tiếp những người anh em kết nghĩa như hai người mới phải chứ. Còn bớt nói mấy lời nhảm nhí đi được không? Anh hai, bớt giận đi. Thằng danh con này, thằng nhóc con, cháu đừng có quên là khi cháu lấy vợ, không chỉ ngồi trong lễ đường để làm lễ thôi đâu, mà còn phải đích thân đi đón tân nương về nhà nữa. Đúng vậy. Vậy thì làm sao có thể so sánh với lão Long đầu được? Nhìn xem ông ấy có thân phận gì. Hơn nữa, việc nạp thiếp thì cũng có quy tắc riêng của nó. Làm sao có thể so với chính thất được chứ?
lão già háo sắc. Không thể nói như vậy được. Vợ chính thức của lão gia là phu nhân Thượng Quan Thị, đã mất hơn 10 năm rồi. Từ đó đến nay, chưa từng nghe nói ông ta động vào người đàn bà nào khác. Cháu nói xem, như vậy có thể coi là đồ háo sắc sao? Hơn nữa, bàn về người mới, sẽ được đón vào cửa hôm nay đi. Cô ta chỉ được coi là thiếp thôi. Rõ ràng, trong lòng của lão gia, vị trí của chính thất vẫn luôn dành cho phu nhân Thượng Quan Thị. Mọi người nói có đúng không? Nói có lý lắm. Nhưng sao cháu lại nghe nói chính tay ông ấy đã sát hại Thượng Quan Thị? Cái thằng danh con này. Các vị lão đại. Đại ca, lão Long Đầu, hôm nay là ngày vui. Các anh em đến chung vui với anh đây. Chúc mừng, chúc mừng đại ca. Lão Long Đầu ở tuổi 60 mà cưới được cô vợ trẻ. Ai ở Long Thành này mà không ghen tị? Ai dám không đến uống rượu mừng? Tân nương đến. Cậu cùng tôi đón tân nương đi. Được, đi thôi. Được, được lắm. Tân nương bước qua chậu lửa. Trăm năm hòa hợp. Lão Long Đầu, em họ Phương Thảo của tôi đã đưa đến cho anh rồi đây. Làm phiền anh Lục rồi, được kết duyên với Lão Long Đầu đây. Đó là phúc phần của em gái tôi, và cũng là vinh dự của tôi. Anh Lục mời ngồi. Đa tạ. Anh, tân nương đã đến rồi, còn không mau tranh thủ bái đường đi. Lão Long Đầu tôi không có quy tắc này. Tôi sẽ để các con mình quỳ lại các vị trưởng bối thì coi như xong buổi lễ rồi. Còn không mau quỳ xuống. Vâng, thưa cha. Nhanh nào, mau tránh ra. Nghiêm, bên phải quay. Lão gia, lão gia, đại thiếu gia trở về rồi, còn dẫn theo người của đội bảo an và huyện phủ nữa. Xem ra thằng nhóc này vẫn còn nhớ đến cha nó. Cha, để con đi xem thử. Long Phi Hổ, anh dẫn đám người này đến đây làm gì? Phi Hùng, tôi thấy cậu càng ngày càng có tiền đồ rồi. Gặp anh cả cũng không chào sao? Mối quan hệ giữa anh và cha đã như vậy, chúng ta cũng không thể làm anh em được nữa. Hôm nay tôi đến tìm Lão Long Đầu có chút việc. Tôi không quan tâm anh tìm cha có việc gì, nhưng tôi thấy anh đến đây không có ý tốt. Cho dù hôm nay có chuyện lớn đến đâu, cũng không thể phá hỏng ngày vui của cha được. Cũng có hiếu đấy. Xem ra Lão Long Đầu có người kế thừa rồi. Anh cả, anh bỏ nhà đi đã lâu. Những năm qua, cha chúng ta thật sự rất vất vả. Tôi không có người cha như ông ta. Ông ấy vất vả sao? Năm xưa khi ông ấy sát hại mẹ của chúng ta, chắc lúc đó cũng không vất vả lắm đâu. Long Phi Hổ, anh đừng có ép tôi. Nơi này là Long Trại, không phải là doanh trại của anh.
Ý gì đây? Muốn ra tay với anh của cậu sao? Vậy hôm nay tôi rất muốn xem thử bản lĩnh của cậu tới đâu. Đừng có quên, hai đứa là anh em ruột đấy. Hôm nay là ngày gì? Hai đứa còn muốn đánh nhau nữa sao? Còn không mau bỏ súng xuống đi. Bỏ xuống. Mau bỏ súng xuống. Anh cả, anh đến rồi. Vậy thì tốt quá. Anh hai, làm gì vậy? Anh không nhìn thấy. Anh cả đến là để chúc mừng cha sao? Em gái, em đúng là hồ đồ. Anh ta đến đây để chúc mừng sao? Chúc mừng mà dẫn theo nhiều binh lính thế hả? Lẽ nào em không nhìn ra sao? Em bảo anh tránh ra. Phi Hùng này, mau tránh ra đi. Anh cả, ở đây là Long Trại, không cần phải sợ gì cả. Em sẽ đưa anh vào trong. Phi Hổ, sao bây giờ mới đến? Mọi người đang đợi đấy. Cha, mau nhìn xem, anh cả đến để chúc mừng cha đây. Long lão gia, vẫn còn khỏe chứ? Thằng nhãi danh này cuối cùng cũng đến rồi. Cậu đến để chúc mừng, hay là đến làm tôi bẽ mặt đây? Hôm nay, tôi đến đây không muốn nói chuyện gì khác. Tôi chỉ muốn nói đến vụ án thảm sát mười mấy mạng người của nhà họ Tư. Chỉ dựa vào món đồ nhỏ bé này mà cậu dám gán tội cho tôi sao? Nếu như ông muốn biện bạch thì không phải ở đây, mà là ở nơi xét xử của huyện phủ. Được thôi, cuối cùng ở núi Long Khiếu, Long Thành này cũng có người dám đe dọa ông đây rồi. Có vẻ như thời thế sắp thay đổi rồi. Nào, mau bắt lấy hung thủ. Rõ. Đừng manh động. Bỏ xuống. Bỏ xuống hết đi. Quả nhiên đến là để làm ông đây bẽ mặt mà. Long Phi Hổ, anh hai, bỏ súng xuống đi. Anh làm cái gì vậy hả? Chuyện gì thế này? Nồi ra nấu thịt sao? Người trong một nhà không nhận ra nhau nữa rồi. Phi Hùng, Phi Hùng, các anh em, nghe theo tôi, mau bỏ súng xuống đi. Anh già của tôi ơi, tôi phải nói với anh vài câu rồi. Tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con. Anh đã đến tuổi này rồi, sao tính khí vẫn còn như trẻ con vậy? Phi Hổ con trẻ nên tính khí nóng nảy, anh cũng không thể so đo với cậu ấy được, có đúng không? Còn cậu nữa đấy, Phi Hổ. Là bậc trưởng bối, tôi cũng phải nói với cậu vài câu. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày vui của cha cậu. Ai cũng biết mẹ cậu mất sớm. Cha cậu một mình vất vả, gồng gánh nuôi ba anh em cậu khôn lớn, thật không dễ dàng chút nào. Mới chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua rồi. Mau nhìn anh của tôi đi, bây giờ tóc đã bạc hết rồi. Còn về mẹ của cậu thì sao? Mấy năm qua ông ấy chưa từng để ý đến người phụ nữ nào khác. Điều này chứng minh ông ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm với mẹ cậu. Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng. Cho nên, hôm nay cho dù có chuyện lớn gì cũng không thể phá hỏng chuyện tốt của anh tôi được. Đại Bình, đến đây, đến ngay đây. Con đứng đờ ra đó làm gì? Nhanh, nhanh lên, mau tiếp đãi mọi người. Đợi đã. Chắc hẳn mọi người cảm thấy rất lạ. Phim được dịch, thuyết minh. Long Chính Sơn tôi, một mình cô đơn suốt mười mấy năm. Đến khi già rồi, lại rước thêm người phụ nữ khác vào cửa. Hôm nay, tôi sẽ phá lệ một lần. Bây giờ, tôi sẽ vén chiếc khăn đỏ của tân nương xuống, để cô ấy được gặp gỡ các vị anh hùng của núi Long Khiếu này. Phu nhân, đã làm em hoảng sợ rồi. Hôm nay là ngày chúng ta thành hôn, hoặc là kết thành vợ chồng hạnh phúc, hoặc là Long Chính Sơn anh sẽ đại khai sát giới.
Nếu em đã gả vào Long Trại, một nơi đáng sợ và đầy rẫy nguy hiểm này, thì nhất định phải tận mắt chứng kiến Long Chính Sơn Anh sẽ làm thế nào trước sự đe dọa của thằng nghịch tử này để rước em vào nhà họ Long. Khi Long Phi Hổ phát hiện ra tân nương, dưới lớp khăn che mặt này có vẻ ngoài giống hệt mẹ ruột của mình là Thượng Quan Thị. Điều này đã khơi lại cho anh một đoạn ký ức anh vẫn luôn trân trọng, cất giữ sâu bên trong trái tim. Phi Hổ, mẹ ơi! Nào, mọi người nhập tiệc đi. Đợi đã. Người đâu? Mau bắt ông ta lại cho tôi. Vâng, anh dám. Đừng kích động, anh hai. Phi Hổ, bỏ xuống đi. Thằng nhóc cậu gây rối như vậy vẫn chưa đủ sao? Được lắm. Trước tiên hãy hỏi xem thanh đao này đồng ý không. Anh cả, lão Long đầu, bớt giận đi. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng muốn nói vài câu công bằng. Đội trưởng Long, hôm nay là ngày vui của lão Long Đầu. Ngài nhìn đi, các vị anh hùng hào kiệt cũng đến chúc mừng lão Long Đầu. Chúng ta là bậc vãn bối, không thể thất lễ, càng không thể làm lão Long Đầu mất hứng. Đội trưởng Long, luật pháp cũng cần có tình người. Thế này đi, ngài còn bận nhiều công vụ nên trở về đội bảo an trước đi. Còn tôi sẽ ở lại chúc mừng lão Long Đầu. Sáng mai khi trời vừa sáng, tôi cùng lão Long Đầu trở về huyện để hỗ trợ điều tra. Chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Ý của hai người thế nào? Tôi thấy cậu cũng khá hiểu lý lẽ đó. Tôi sẽ nể mặt cậu. Ngày mai tôi sẽ cùng cậu xuống núi. Chúng ta sẽ ba mặt một lời. Được. Đội trưởng Long, ngài thấy thế nào? Ngày mai có mặt tại huyện phủ. Chúng ta đi thôi. Phim được dịch. Chào anh cả. Lồng tiếng tại phim TV. Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đại Bình, Phi Hùng, mau dẫn khách vào chỗ ngồi đi. Tôi xin phép không tiếp mọi người nữa. Tôi phải đưa tân nương vào động phòng rồi. Em gái, em có thích anh không? Thích lắm. Đợi khi em lớn rồi, em sẽ làm vợ anh tứ lang. Được thôi, lát nữa về nhà, anh sẽ nói với cha mẹ chúng ta. Người em họ của thương nhân Lục Chính Minh, tân nương Phương Thảo, hóa ra lại là thanh mai trúc mã của Hồ Tứ Lang. Điều này có nghĩa là gì đây?
Lui xuống đi. Vâng. Lão gia. Giống lắm. Quả thật rất giống. Giống cố phu nhân sao? Phương Thảo, để em làm tiếp cho anh. Thật sự thiệt thòi cho em rồi. Lão gia, có thể gả vào nhà họ Long, đó là phúc phận ba đời của Phương Thảo. Phương Thảo không cần danh phận, chỉ mong có thể được ở bên cạnh lão gia, cùng nhau an hưởng tuổi già. Tốt lắm. Phương Thảo rất hiểu anh. Giúp anh cởi áo đi. Phương Thảo, trở thành người phụ nữ của anh, không thể sợ thứ này được. Phương Thảo, giúp anh tháo dây chuyền ra. Lão gia, hôm sau anh sẽ vào thành. Đối chất với bọn họ thật sao? Bọn họ có thể kết tội anh không? Không có gì phải hổ thẹn. Thì có tội gì chứ? Phương Thảo, em không cần phải lo lắng về những điều này. Tứ gia, mọi người cũng đã về gần hết rồi. Chúng ta ngồi ở đây cả đêm thật sao? Việc tận mắt chứng kiến mẹ ruột tự kết liễu khi còn nhỏ đã trở thành vết sẹo khó phai trong mối quan hệ cha con nhà họ Long. Lại một lần nữa, anh giật mình tỉnh dậy từ trong mộng. Lão Long đầu, chào buổi sáng. Lão gia, anh nhìn đi, anh oai phong như hoàng đế đi tuần vậy. Ngay cả huyện trưởng cũng đã đợi sẵn từ sớm. Lão Long đầu, tôi chắc chắn rằng vụ án đẫm máu nhà họ Tư tuyệt đối không phải do Long Trại gây ra. Việc để ngài đến huyện phủ chẳng qua chỉ là để cho dân chúng Long Thành một lời giải thích. Vụ án này quá lớn, dân chúng phản đối, không khéo sẽ lan đến tỉnh phủ mất. Đôi vai của tôi yếu ớt lắm, thật sự không thể gánh vác chuyện lớn như vậy đâu. Lão Long đầu ngài đây chính là ngọn cờ đầu của núi Long Khiếu, chỉ có ngài đích thân ra mặt mới có thể thuyết phục được mọi người. Huyện trưởng Hồ, điều mà lão gia nhà chúng tôi lo lắng nhất vẫn là sự trong sạch của Long Trại. Nếu không thì ngọn cờ đầu của núi Long Khiếu chẳng phải là nói suông thôi sao? Phu nhân nói rất có lý. Lão Long đầu, đã đến lúc lên đường rồi. Được, đi thôi. Phi Hổ. Này cô gái, cô không thể vào trong. Long Phi Hổ, anh ngủ cũng yên giấc quá nhỉ? Chẳng phải đã bảo cô không được vào sao? Đây là doanh trại, ra ngoài đi. Bà cô của tôi ơi, mau đi thôi.
Cô có thể bình tĩnh một chút được không? Hôm qua cô cũng thấy rồi đấy. Vì chuyện của nhà các người, Vi Hổ và cha mình đã đấu súng với nhau rồi. Chúng ta là con người, làm gì cũng phải có lương tâm. Các người làm vì nhà họ từ chúng tôi sao? Các người kéo quân lên núi, bên ngoài thì vì vụ án nhà họ từ chúng tôi. Nhưng thực ra Long Phi Hổ làm thế vì mối thù từ 17 năm trước. Mượn cớ điều tra vụ án để phá hỏng lễ thành hôn của cha mình mà thôi. Cô đừng làm loạn nữa được không? Tôi nói cho chú biết, tôi sẽ không để vụ án nhà họ từ chúng tôi bị rơi vào quên lãng đâu. Dân quốc vẫn còn vương pháp đó. Các người dám bao che cho kẻ phạm pháp, vậy thì tôi sẽ lên tỉnh. Nếu tỉnh không giải quyết thì tôi sẽ đến Nam Kinh. Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cho cô một lời giải thích. Được rồi chứ. Lý Tín, Trương Thiên Phát, mỗi người dẫn một đội, kiểm tra từng sơn trại một. Không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Rõ. Hài lòng rồi chứ? Việc của quân nhân tôi không hiểu, tôi chỉ nhìn vào kết quả thôi. Được thôi. Long Thiên, bắt đầu từ hôm nay, cô gái này sẽ ở lại doanh trại. Chi phí sinh hoạt của cô ấy sẽ ghi vào sổ của tôi. Còn nữa, từ nay về sau, bất kỳ hành động nào liên quan đến vụ án này đều phải đưa cô ấy đi cùng. Rõ. Tôi muốn cho cô thấy tôi có phải là kẻ bao che cho người phạm pháp hay không. Vẫn còn thở sao? Thứ mắc dịch, anh cứ thẳng tay cho tôi chầu trời đi. Muốn được chầu trời hả? Nằm mơ đi. Vẫn chưa đến lúc. Phu nhân, sông suối của núi Long Khiếu này ẩn chứa rất nhiều câu chuyện của anh. Liều mạng, mạo hiểm không biết đã bao nhiêu lần. Uy nghiêm của lão gia, những người ở núi Long Khiếu ai ai cũng biết. Nghe rõ cho tôi. Chỉ súng lên cao một chút. Đừng bắn trúng người phụ nữ bên cạnh. Bắt sống Long Chính Sơn. Vâng. Dừng lại. Phu nhân, tứ gia, bọn Trịnh Mặt Dỗ ra tay rồi, chúng ta phải làm sao đây? Khoanh tay đứng nhìn. Kỹ thuật bắn súng của Trịnh Mặt Dỗ tốt như vậy sao? Nếu lỡ hắn ta bắn trúng Long Chính Sơn thì chúng ta phải diễn thế nào? Chính vì kỹ thuật bắn súng tốt mới không bắn trúng Long Chính Sơn. Phu nhân, lão gia, mau chạy đi, chúng tôi yểm trợ cho. Đi thôi.
Tôi muốn bắt giống. Vâng. Long Chính Sơn chạy rồi. Sao thế? Thưa thiếu gia, dưới núi có tiếng súng. Ở đâu? Hình như là con đường dưới núi. Đó là con đường cha đang đi, nhanh lên, bảo em tôi tập hợp đội phi long, sau đó theo tôi xuống núi. Vâng. Long Chính Sơn, cuối cùng ông cũng gặp báo ứng. Báo cáo. Phim được dịch, Thuyết Minh và Đồng Tiểu. Báo cáo. Đã xảy ra một trận đấu súng dữ dội ở hướng đông bắc núi Long Khiếu, hướng Long Trại. Tôi biết rồi, lui xuống đi. Vâng. Đội trưởng, bằng chứng tìm được của vụ án nhà họ Từ chỉ đích danh nhà họ Long, cháu không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ hả? Long Chính Sơn có gì không dám làm chứ? Đội trưởng, năm xưa anh của chú đúng thật là đã lấy mạng rất nhiều người, nhưng những người đó đều là người buôn nha phiến. Có bao nhiêu kẻ thù nhắm vào họ, cháu biết đấy. Đó là báo ứng. Phi Hổ, cho dù cha của cháu qua đời, cháu cũng không tha thứ cho anh ấy sao? Năm đó mẹ cháu. Đừng nhắc đến mẹ của tôi. Tôi tin vào con mắt của mình. Tập hợp đội hình, cùng tôi qua đó xem thử. Vâng. Cậu này, cậu có biết thằng nào làm không? Lão gia, tôi cũng không biết, điều tra cho tôi. Tôi phải xử hắn ta. Đứng dậy. Phương Thảo. Lão gia, anh tính làm gì vậy? Anh không thoát được rồi. Người phụ nữ của Long Chính Sơn anh không thể rơi vào tay người khác. Đối mặt với người phụ nữ trông giống như người vợ của mình, Long Chính Sơn thực sự không nỡ xuống tay. Đến lúc chúng ta xuất hiện rồi. Làm gì vậy? Tứ gia, Văn Bảo cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Nếu chúng ta bị bại lộ thì công sức từ trước đến giờ đều đổ sông đổ bể. Sau khi về thành, đến chỗ tôi lấy một chút tiền để tặng cho người nhà của họ. Vâng. Mấy người là người của ai? Dám tấn công tôi hả? Long Chính Sơn. Phim được dịch, Thuyết Minh. Lão Long Đầu. Đắc tội rồi.
Hồ Tứ Lang. Hóa ra là cậu. Những người của Long Trại đang trên đường đến cứu ông. Người con trai cả rất ghét ông. Long Phi Hổ cũng đang chạy đến đây. Nhưng bây giờ vẫn là thiên hạ của Hồ Tứ Lang tôi. Chỉ là một nhóc con, sao tôi phải sợ? Tôi không hiểu một cậu nhóc huyện trưởng tại sao lại làm những chuyện như vậy. Bởi vì trong mắt ông, tôi chỉ là một cậu nhóc, nên ông mới chủ quan và bị tôi bắt được. Ông tự cho rằng mình có thể một tay che trời ở núi Long Khiếu, nên mới rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Chuyện của hai chúng ta rất phức tạp. Phần hay vẫn còn ở phía sau. Ông kiên nhẫn, chờ đợi đi. Hồ Tứ Lang, cậu đợi đấy. Trịnh đại đương gia, tứ gia, Long Phi Hổ sẽ đến đây ngay bây giờ. Mau rời khỏi đây đi. Nhớ trông chừng Long Chính Sơn, chăm sóc Long phu nhân. Tứ gia yên tâm, rút lui đi thôi. Tam Nguyên, dạ. Văn Bảo, hai người đã theo tôi từ nhỏ. Những gì tôi sẽ làm ở Long Thành, có lẽ hôm nay hai người mới biết rõ. Dạ đúng, tứ gia. Bây giờ ngài là huyện trưởng của Long Thành, ngài là quan phụ mẫu. Còn Long Chính Sơn là kẻ xấu, ngài đang giúp Long Thành diệt kẻ xấu, giữ bình yên cho Long Thành, đúng không? Tên đã bắn ra thì không thể quay lại được. Một khi kế hoạch trả thù nhà họ Long bắt đầu, thì chúng ta sẽ không còn đường lui nữa. Chỉ có lòng can đảm không sợ khó khăn mới có thể đấu lại kẻ địch. Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Hai người phải chuẩn bị tâm lý. Tứ gia, Tam Nguyên không phải hạng tham sống sợ chết. Súng. Long Phi Hổ là một người thông minh. Nếu không buông bỏ thứ gì đó, chắc chắn không thể qua mắt hắn ta. Tứ gia. Tứ gia. Ngài, có đau không? Có hơi đau. Đứng lại, làm gì vậy? Anh bạn, tôi đến để giao dao. Vào đi. Đi thôi. Huyện trưởng Hồ, có chuyện gì vậy? Đội trưởng Long, chúng tôi bị thổ phỉ tấn công. Lão Long Đầu và Tân Phu Nhân đều bị thổ phỉ bắt đi. Đúng, bọn họ chạy về hướng đó. Chúng tôi bị thổ phỉ tấn công. Tứ gia cũng bị bắn trúng chân. Đội trưởng Long, mặc kệ tôi đi. Nhanh đi cứu Lão Long Đầu. Hai người, ở lại đây. Đưa huyện trưởng Hồ đến phòng y tế. Những người khác đi theo tôi. Đi nào. Đứng lại, làm gì vậy? Tôi đến đây để giao dao. Long trại của các người lớn quá, nên đi lạc, đi chỗ khác, cửa ở đằng kia. Sao hai người lại đến đây? Tôi đến đây để cứu anh. Mau cởi trói cho tôi. Mọi người chú ý,
Anh Tam, làm gì vậy? Lên đây. Dạ vâng. Tôi thấy anh chưa đến nên ngồi nghỉ ngơi một chút. Tôi đã cho cậu nhiều lợi ích như vậy, giờ đến lúc cậu trả ơn cho tôi rồi. Anh Tam, anh yên tâm, tôi tiếp tôi sẵn lòng giúp đỡ anh. Anh Tam, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Cậu bịa một câu chuyện về Long Chính Sơn đã bị bắt cóc. Nhất định phải dụ Long Phi Hổ lên dốc Thanh Nhai, dụ đến chỗ của Châu Chấu. Cái này, tiếp theo thì sao? Tiếp theo thì không còn là chuyện của cậu nữa. Anh Tam, Long Phi Hổ thông minh hơn người, tôi sợ hắn không tin lời tôi nói. Hắn mà thông minh hơn người, nếu hắn thông minh thì đã không bị đuổi đến Long Thành. Anh nói cũng đúng. Cậu là người của ai? Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng có mối quan hệ rất thân thiết với Long Trại. Huống chi cô ấy còn thích Long Phi Hổ nữa, nên những lời cậu nói hắn chắc chắn sẽ tin. Được, tôi hiểu rồi. Vậy thì mau đi làm đi. Sau khi xong việc chắc chắn có thưởng. Vâng. Anh Tam đi thong thả. Đi thong thả. Phi Hùng, xảy ra chuyện gì rồi? Anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì rồi, anh không có mắt sao? Đây là núi Long Khiếu, là địa bàn của Long Trại, đương nhiên tôi phải hỏi cậu rồi. Anh là đội trưởng đội bảo an của Long Thành, chỗ này do anh phụ trách, bây giờ cha chúng ta mất rồi, lính của anh đều ngồi không ăn lương hả? Cậu nói gì vậy? Đó là cha của cậu, không phải cha của tôi. Cha cậu không ở đây, thì để tôi dạy cậu thay ông ta. Anh nói lại lần nữa xem, anh làm gì vậy? Bỏ súng xuống cho tôi. Bỏ súng xuống. Đã là lúc nào rồi, còn cãi nhau nữa. Anh thấy không? Ngoài những thi thể này ra thì không thấy cha đâu. Người tên Phương Thảo đó cũng không biết đi đâu. Anh là đội trưởng đội bảo an, quân nhân của Giảng Võ Đường. Còn anh nữa, cha rất coi trọng anh. Nhị công tử đang gánh vác trọng trách cả Long Trại. Nhưng bây giờ thì sao? Hai anh vì những chuyện không đáng mà không quan tâm đến an nguy của Long Trại, không quan tâm đến cha mình. Hai người không xứng đáng với thân phận của mình, càng không xứng đáng là anh trai của em. Đội trưởng, chúng tôi lại tìm thấy một thi thể. Khương, lên đây. Hai đứa cũng đến hả? Là người của Hồ Tứ Lang. Vậy sao? Xem ra người của Hồ Tứ Lang cũng tham gia trận chiến. Đúng vậy. Đội trưởng, tôi còn có một phát hiện quan trọng nữa.